Hé lộ bí mật động trời về tử vi năm 2024, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, bất ngờ ăn lộc thần tài, tiền bạc chảy vào túi ầm ầm. Lộc phát tử vi xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, năm 2023 đang dần đi qua, nhưng vẫn còn đó quá nhiều biến động xảy đến với cuộc sống của mỗi người. Nhiều người vẫn còn đang lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu, cùng đường, chẳng biết bám víu vào đâu. Và bước sang năm 2024 Giáp Thìn tới đây, người người nhà nhà đều đang hy vọng rằng mình sẽ được may mắn và khấm khá hơn. Và theo luận giải mới đây nhất của các bậc thầy tử vi học Vương Đông cho biết, đúng năm 2024 này, các sao cát tinh liên tục dịch chuyển, tài tinh tọa mệnh, thần Phật thương tình, nâng đỡ, giúp cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, phát tài, phát lộc, tiền bạc liên tục kéo về nhà. Đây chính là bước chạy nước rút để chinh phục vinh hoa hiển đạt, giàu sang của người tuổi này. Từ đó trả hết sạch nợ nần mà ăn nhàn hưởng phúc, tiền bạc đầy nhà, gia đình sung túc, con cái được nhờ. Trước đây bản mệnh khó khăn ra sao không biết, nhưng khi đạt được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì đổi vận đổi đời là điều hiển nhiên. Vậy vận trình tử vi năm 2024 đối với nữ mạng tuổi Đinh Mùi sẽ có biến chuyển như thế nào? Mỗi phương diện sẽ có vận hạn khác nhau ra sao? Làm thế nào để đè nát vận hạn? Gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, làm ăn đắc thắng. Hãy cùng Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Luận giải là số tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967 năm Giáp Thìn 2024 gồm các nội dung chính sau đây. Đặc trưng phân biệt nữ mạng Đinh Mùi 1967 trong hệ tử vi đầu số. Chi tiết tử vi năm 2024 của nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 theo can chi ngũ hành, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Phần 3, đánh giá vận trình tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 năm 2024 trên các phương diện. Phần 4, luận hung cát tử vi 12 tháng năm 2024 của nữ mạng Đinh Mùi 1967. Phần 5, luận kết và cách hóa giải vận xui của nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Đinh Mùi hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quẩn Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Năm sinh dương lịch từ mùng 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 1 năm 1968. Năm sinh âm lịch Đinh Mùi, thiên can Đinh tương hợp Nhâm, tương hình Tân Quý, địa chi Mùi, tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, mạng thiên hà thủy, nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế Tân Khổ, xương con dê tướng tinh con rồng. Cậu tài, cậu quý độ mạng, Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, đặc tính của can đinh, rất mẫn cảm, thích an phận thủ đường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Đặc trưng cơ bản nhất của những người Đinh Mùi 1967 thuộc mệnh thiên hà thủy đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ hành đức hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh tinh khiết ngưng tụ tạo thành nên nó không lẫn tạp chất dơ trọng. Thứ hai, nước của sông thiên hà trên thiên cung nó khác với nước ở dưới trần gian ở chỗ cao quý thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hỏa gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy Đinh Mùi mệnh thiên hà thủy không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng, nhạy cảm, tinh tế hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên Đinh Mùi cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can đinh chi, mùi thuộc thổ tương khắc với nạp âm thủy nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè và họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân.
họ không tính toán được mất ra sao, chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả và tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà phải gặp khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn, sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành, thuận lợi. Tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song điều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè đồng nghiệp của tuổi Đinh Mùi rất tốt, tuy bản tính đôi co chút cố chấp nhưng trước bạn bè họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Vận đào hoa của người tuổi Đinh Mùi khá vượng, dù là nam hay nữ thì đều có sức quyến rũ rất lớn với người khác phái. Dù là người độc thân sẽ có không ít người theo đuổi, chỉ là bản thân quyết định khi nào tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn mà thôi. Nếu người này có ý định theo đuổi người khác thì tự khắc sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 theo can chi, ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Những người tuổi Đinh Mùi 1967 sau khi bước sang năm 2024 gặp vận trình tuy có những điểm xung khắc với năm Giáp Thìn, tuy nhiên Đinh Mùi được các thiên tinh phúc tinh trợ cho vận mệnh. Cho nên, nhìn chung vận trình cả năm của Đinh Mùi gặp tương đối nhiều cơ hội và may mắn trong cả năm. Do Đinh Mùi đã bước sang độ tuổi cao nên mặt sự nghiệp tài vận dù có lên xuống thì cũng không ảnh hưởng quá lớn với những người này. Thế nhưng những cát tinh như thiên hỷ và thiên quan phúc đức sẽ mang đến cho những người Đinh Mùi rất nhiều điều bất ngờ và vui vẻ. Với Đinh Mùi tuổi đã cao nên những điều bình an và vui vẻ là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người này rồi. Một, xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng theo can chi ngũ hành về thiên can. Người tuổi này có thiên can đinh ngũ hành hỏa gặp thiên can giáp của năm 2024, ngũ hành là mộc là bình hòa. Công việc của chủ mệnh trong năm Giáp Thìn khó được khởi sắc, nhiều công việc không được mong muốn như kết quả của bản thân mong muốn. Xét tử vi 1967 nữ mạng 2024 về ngũ hành thiên can năm có quan hệ tương sinh với thiên can đinh của tuổi. Theo đó, nhiều khả năng công việc của chủ mệnh có thay đổi tích cực và đón được tin vui. Cùng với đó là người tuổi này có tin vui thay đổi trốn ở trong năm nay. Về địa chi, người tuổi này địa chi Mùi có quan hệ tứ hành xung với năm Thìn 2024. Theo tử vi nữ tuổi Mùi 1967 năm 2024, cuộc sống của bản thân trong năm phải đối diện với nhiều bất lợi. Về phương diện sức khỏe không tốt, người tuổi này dễ ốm đau và thường lâu ngày mới khỏi được. Ngoài ra, công việc trong năm dễ đưa tới những thay đổi. Xét ngũ hành địa chi tuổi Mùi với năm Thìn là vượng thổ, do vậy công việc cũng như tiền bạc trong năm càng thêm phần. Về ngũ hành, tử vi 1967 năm 2024 cho biết, ngũ hành thuộc thủy gặp năm 2024 Giáp Thìn ngũ hành là hỏa tương ứng quan hệ khắc xuất xấu. Năm này, người có ngũ hành bản mệnh thủy mọi việc đều chủ về hao tổn, sức khỏe người tuổi này trong năm Giáp Thìn không tốt, tiến hành công việc cũng chủ về bất lợi hoặc là nhiều khó khăn đưa tới. Tuy vậy, bản thân cũng được những kết quả thành công nhất định hoặc nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Bên cạnh đó thì chú ý năm tháng hỏa vượng tức là tháng 5 âm lịch, các công việc có chuyện phiền muộn hoặc là không như ý muốn. Về cung phi, luận tử vi Đinh Mùi nữ mạng năm 2024 cho biết, người tuổi này cung phi là ly thuộc hỏa, gặp 2024 Giáp Thìn cung chấn thuộc mộc là sinh khí. Ý nghĩa của sinh khí là sao tốt, bởi vậy trong năm Giáp Thìn, người cung phi ly công danh mưu cầu được thuận lợi, đồng thời có khả năng mở mang thêm cho công việc kinh doanh. Ngũ hành cung phi của năm Giáp Thìn có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành cung phi của tuổi, nên làm ăn trong năm 2024 chủ mệnh đón may mắn, gia đạo thuận hòa, có tin vui và mọi việc được quý nhân giúp đỡ. 2. Xem tử vi năm 2024 Đinh Mùi nữ mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng năm Giáp Thìn 2024 là sao Thái Âm. Năm hạn có sao Thái Âm chiếu mệnh thường gặp may mắn. Nam mệnh nữ mệnh gặp sao này thường có cơ hội bội thu về tài lộc.
Đặc biệt, đối với nam mệnh thường được người khác giới giúp đỡ về tiền bạc và sự nghiệp, có người ở độ tuổi kết hôn tìm được sự kỳ duyên trùng phùng có thể lập gia thất. Nữ mệnh gặp hạn này thường phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, danh lợi lưỡng toàn, nhiều người sinh con hơn nữa. Sao Thái Âm là sao bất động sản, nên những việc như mua bán bất động sản, sửa chữa, tu sửa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Sao Thái Âm là gì? Tốt hay xấu? Sao Thái Âm trong tử vi thuộc âm thủy là chủ tinh giữa trời, chu tể của cung điển trạch. Hóa khí gọi là phú hay là máu tinh, với nam giới là thô tinh, sao vợ, là tài tinh, sao chủ về tiền tài, chủ về hưởng thụ sung sướng trong một đời. Nhiều người không biết sao Thái Âm tốt hay xấu như thế nào là bởi vì chưa biết nó là hung tinh hay cát tinh. Nếu sao Thái Âm nhục cung mệnh thì đó là người thông minh, nhanh tứ, ôn hòa, rộng lượng, bao dung, nhiều tài và rất ưa sạch sẽ. Sao Thái Âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tiền tài lộc, đặc biệt là nam mệnh sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Với nữ mạng, nếu được sao Thái Âm chiếu mạng thì sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Người làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Nếu sao Thái Âm hãm địa, đồng cung với văn khúc thì phần lớn làm nghề tự do. Sao này mất ánh sáng ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ trong lúc đó. Dậu, Tuất, Hợi, Tý làm miếu địa, vượng địa. Cung Sửu Mùi có sao Thái Dương đồng cung là chỗ bổ binh hòa, thêm cát tinh cũng tốt, cặp sát xung phá thì bất lợi. Thái Âm miếu phượng ở cung mệnh chủ về vợ giang, có tài nội trợ và gặp được nhiều phụ nữ đẹp. Nếu có thêm văn khúc thì có thể ảnh hưởng đến cung đối là quan lộc chủ về ý. Sao Thái Âm kỵ đồng với cung sao Dương Nhẫn chủ về tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong. Sao Thái Âm ở cung Tật Ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, sa bìu, phòng thấp, can vượng, chướng nước, tật mắt. Sao Thái Âm hãm địa, lại thêm sát thì bị ung thư gan. Thái Âm ở điền trạch chủ về giàu có, nếu ở gần vùng đất thấp, trũng có hồ nước hoặc là đường nước, sông trạch, khe đầm, giếng nước hoặc là nơi ít ánh sáng thì tốt. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt, chặt tay chạo giò. Đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày. Thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phụ người phán phúc vụ an cho mình. Đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. 3. Xem tử vi 2024 đinh mùi nữ mạng theo vận hạn. Hạn của đinh mùi 1967 nữ mạng gặp giáp thìn 2024 là hạn huỳnh tuyền. Huỳnh tuyền có nghĩa là suối vàng. Bạn hiểu suối vàng là gì chưa? Đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối nặng nề rồi, vậy mà không hề an toàn đầy nguy hiểm. Gặp huỳnh tuyền có thể ốm đau, tới mức có thể từ giã trần ai để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn huỳnh tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn huỳnh tuyền, người xưa có câu, huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy gặp hạn huỳnh tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Sức khỏe như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy hạn huỳnh tuyền chủ về bệnh tật, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là các bệnh liên quan tới mắt, tay, chân. Do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý, làm ăn, hạn huỳnh tuyền sẽ mang tới những điều khó khăn bất lợi, sẽ dồn nếu như công việc bất kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới đường sông nước. Vì huỳnh tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết, nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không liên quan tới tòa án dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền, mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn huỳnh tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh thì sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác, bạn sẽ phải hao tiền tốn của vì thuốc thang chữa trị, không những vì vậy còn tốn thời gian công sức. Chẳng thể tham gia vào những hoạt động công việc khác, sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc,
kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cho cuộc sống trở nên bế tắc. Khi đầu óc còn được tỉnh táo thì sẽ đưa ra những quyết định không đúng, dẫn tới nhiều tổn thất. Vì huỳnh tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh ra sông nước. Các bệnh khi gặp nạn huỳnh tuyền thường là cao huyết áp, đột quỵ, tai biến. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, dù có nạn huỳnh tuyền hay không thì vẫn cần phải được chăm sóc và xử lý kịp thời khi gặp bệnh này. Hướng dẫn cách hóa giải hạn huỳnh tuyền. Các biện pháp giải hạn huỳnh tuyền đến nay vẫn chưa có, thế nhưng dựa vào những đặc điểm đã nêu, ta vẫn có một số cách để giảm hạn nhẹ hạn huỳnh tuyền sau đây. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền hay là nhận bảo lãnh vay tiền, không đến những chỗ sông nước. Vấn đề sức khỏe cũng phải chú ý giữ gìn, nên xây dựng kế hoạch làm việc nghỉ ngơi hợp lý và khoa học, nên luyện tập trao đổi sức khỏe. Đối với người cao tuổi bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng, đặc biệt là giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích, vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây là những điều nên làm, nên không phải gặp nạn trong năm mới thực hiện, là cần làm thường xuyên, sẽ giúp tăng thêm phúc đức và vận may. 4. Xem tử vi 2024 đinh mùi nữ mạng theo vận niên. Tử vi đinh mùi nữ mạng 2024 gặp vận niên Long Đắc Vũ, rồng gặp may, tốt, giải nghĩa. Vận niên Long Đắc Vũ được gọi là Long Ngộ Vận, dịch nghĩa là rồng gặp may. Công việc hay học tập của người này có cơ hội đưa tới giúp phát huy được khả năng. Theo tử vi 1967 năm 2024 nữ mạng, thấy cùng với đó môi trường bản thân sinh hoạt phù hợp nên có được thành quả tốt. Năm này, bản thân sẽ dự báo thay đổi được cuộc sống. Tuy vậy là thay đổi theo chiều hướng nào còn tùy vào chính thời vận của chủ mệnh, công việc hoặc học tập phát triển tốt nếu bản thân luôn giữ tâm thiện và làm việc cẩn trọng. 5. Xem tử vi năm 2024 tuổi đinh mùi nữ mạng theo tuổi âm. Tử vi 2024 tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng có hạn tam tai không. Người tuổi đinh mùi cần tránh các năm tam tai, tỵ, ngọ, mùi, các năm 2024 giáp thìn. Theo cách tính thì gia chủ 1967 đinh mùi sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi năm 2024 đinh mùi 1967 nữ mạng có hạn kim lâu không, năm 2024. Giáp thìn, gia chủ 1967 đinh mùi là 58 tuổi, là tuổi mụ. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Tử vi 2024 tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng có hạn hoang ốc không? Năm nay tuổi của bạn là nhất cát không phạm hoang ốc. Nhất cát hay còn gọi là nhất kiết, có câu nhất kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Tử vi 2024 đinh mùi 1967 nữ mạng có hạn thái tuế không? Đinh mùi 1967 năm giáp thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2024 đinh mùi 1967 nữ mạng có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cử trạch vận niên thì gia chủ đinh mùi 1967 năm giáp thìn 2024 là trạch hư, là một trong năm trạch xấu bao gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch hư là xấu, bởi vậy gia chủ 1967 không nên mua, xây cất hoặc là sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2024. Người xưa có thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại hư khốc quỷ tử chắc là sát chủ với thê hiền, nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc đức bảo lộc, các trạch xấu là bại hư khốc quỷ tử trừ ra. Tóm lại, năm 2024 gia chủ sinh năm 1967 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc là sửa nhà vào năm nay. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nữ mạng tuổi đinh mùi sinh năm 1967 năm 2024 trên các phương diện. Về sự nghiệp, tử vi đinh mùi 1967 2024 nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế, vì thế cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan lơ là dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm bạn thường gặp bất hòa với bạn bè đồng nghiệp, thậm chí là kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự
tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, bản mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng nên cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững được chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ không tiếp thu kiến thức mới lại không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm, bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm cát đinh soi đường chỉ lối, tuổi Đinh Mùi sẽ dần bắt kịp được vòng quay của công việc. Lại thêm cát đinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong năm hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ một thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến cho mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Về tài lộc, coi bói tử vi năm 2024, vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi cũng không mấy sáng sủa. Cục diện Mão Đinh Mùi tương cục tương phá khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn. Các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm. Công việc không đạt tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng đến tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc là cơ hội tăng lương với người làm đầu tư kinh doanh. Bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí là còn có kẻ tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác. Đặc biệt, nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ, đồng thời hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu ăn. Có thể đó là cái bẫy mà kẻ xấu đã sắp đặt sẵn và chờ bạn nhảy vào trong cuộc sống hàng ngày. Hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất là hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiền tiết kiệm để phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn, chính tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có được đền đáp tương xứng. Đương nhiên, đương số sẽ có thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh và những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, không hưởng thụ mà tham gia vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang. Về tình cảm gia đạo, đáng buồn là con đường tình duyên của Đinh Mùi cũng phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng đến cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có thể những khác biệt thế hệ khiến cho đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa. Về sức khỏe, may mắn là Đinh Mùi không gặp vấn đề quá nhiều về sức khỏe trong năm 2024. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp phải khó khăn cũng không quá bi quan suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ nên xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc làm việc quá sức. Thiên Đức và Thiên Hỷ báo tin vui về chuyện tình cảm hoặc con cái. Vì thế, những ai bầu bí trong thời điểm này cần chú ý chăm sóc sức khỏe, luôn giữ tinh thần vững vàng, vui tươi, chủ động tìm và sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết. Dưới đây là dự đoán tử vi 12 tháng năm 2024 của tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch, tháng đầu tiên của năm 2024 là một tháng nhiều may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi, đặc biệt là trong chuyện thi cử xin việc. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để thực hiện các kế hoạch của mình, ắt nhận được sự giúp đỡ của quý nhân để gặt hái được thành công. Tử vi tháng 2 âm lịch, bản mệnh cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong khoảng thời gian này. Thậm chí có người còn được giao cho những nhiệm vụ trọng đại giúp khẳng định vị thế, có lợi cho con đường thăng quan tiến chức.
hãy tin tưởng vào bản thân để có thể sẵn sàng chấp nhận thách thức nhé. Tuy nhiên, cơ hội cũng sẽ tiềm tàng nguy cơ, kẻo kìa tiểu nhân sẽ luôn tìm cách đẩy bạn vướng vào thị phi nhằm hạ uy tín. Tốt nhất, hãy tập trung làm tốt công việc của mình, tránh quan tâm đến những yếu tố bên ngoài. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi phải đối diện với khá nhiều khó khăn. Bạn dễ mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng nên không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Hãy khiêm nhường hơn trong lối cư xử nhưng cũng đừng vì thế mà lùi lại nhường cơ hội cho người khác. Vấn đề sức khỏe cũng không được xem nhẹ vào tháng này. Bạn cần phải cẩn thận trong khi lao động hoặc tham gia giao thông, tránh tổn thương cơ thể. Tử vi tháng 4 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong tháng này. Song bạn vẫn cần hết sức chú ý đến tình huống trước mắt. Chỉ khi có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau, bạn mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội người khác. Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể là xuất hiện trong tháng này, khuyên bạn trở nên quá nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Con giáp này cần phải biết mình, biết ta thì mới mong gặt hái được thắng lợi. Tử vi tháng 5 âm lịch, tháng 5 vừa tiềm tàng nguy cơ nhưng cũng sẽ có những cơ hội xuất hiện giúp bản mệnh khẳng định bản thân. Bằng vào sự mưu trí và bản lĩnh của mình, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể vượt được chông gai, mở ra con đường mới để phát triển. Tử vi tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi không phát triển thuận lợi được như dự tính trong tháng 6 này. Con giáp này cần phải chú ý trong các hoạt động hợp tác, tránh để cho kẻ xấu đâm vào sau lưng hoặc là tìm cách cướp công của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng chưa có tiến triển gì đáng kể, bạn cần phải có nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề đau đầu. Nếu như điều gì băn khoăn, bạn nên hỏi ý kiến của người giàu kinh nghiệm, tránh tự mình mày mò tìm cách giải quyết, cuối cùng lại đưa ra quyết định sai. Tử vi tháng 7 âm lịch, người tuổi này không gặp được nhiều cơ hội thích hợp trong tháng 7, chủ yếu là bạn chưa chuẩn bị kỹ các yếu tố nhân lực và vật lực nên thời cơ đến cũng khó có thể nắm bắt. Bản mệnh nên coi đây là một bài học để không còn vướng phải trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng cần phải mua sắm chi tiêu khá nhiều trong thời gian này, vì thế chớ tiêu xài lãng phí hoặc đầu tư mù quáng, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của, thậm chí phải vay mượn của người khác để sống qua ngày. Tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Đinh Mùi phải đối diện với khá nhiều trắc trở trong sự nghiệp vào tháng này. Bạn cần phải cẩn trọng trong các quyết định của mình, tránh tin người quá đáng kẻo phải chịu tổn thất không đáng có. Việc làm ăn buôn bán cũng cần chú ý hợp đồng rõ ràng, chớ đẩy bản thân vào cảnh tranh chấp tiền bạc. Quan hệ vợ chồng cũng không được yên ấm trong tháng này, ai cũng bận rộn với các công việc riêng của mình nên ít thời gian quan tâm đến nhau. Để tránh mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, hai người nên sắp xếp thời gian để hâm nóng cảm xúc. Tử vi tháng 9 âm lịch, sự kiêu ngạo và mù quáng có thể đẩy bản thân và người tuổi Đinh Mùi vướng vào những rắc rối trong tháng này. Bạn nên chú ý trong giao tiếp lãnh đạo, tránh thể hiện cái tôi quá lớn gây ấn tượng xấu với đối phương. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng 10 âm lịch bản mệnh sẽ phải chịu đựng khá nhiều áp lực trong công việc. Bạn không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác mà hãy tự lực cánh sinh. Khi bạn tự cố gắng để vươn lên, bạn sẽ có một ngày tài giỏi và mạnh mẽ hơn. Tương lai sẽ đủ sức để đương đầu với sóng gió. Trong mối quan hệ vợ chồng, hai người cần phải thẳng thắn và chân thành với nhau, trở nên có những tư tưởng tìm niềm vui ở nơi khác. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên cần nhanh chóng tìm cách giải quyết chứ không phải làm ngơ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi khó tìm được cơ hội để phát huy năng lực của bản thân trong tháng 11 này. Dường như cấp trên và đồng nghiệp luôn chèn ép bạn, khiến cho bạn vất vả lắm mới đạt được mục tiêu đã đề ra. Việc làm ăn buôn bán cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, bạn không nên vội vã tìm cách mở rộng thị trường, hãy đánh giá chính xác tình huống trước mắt rồi đưa ra những quyết định sau cùng cho không muộn. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, dù vất vả nhưng người tuổi Đinh Mùi vẫn có thể gặp được một vài cơ hội để phát triển. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng ngần ngại thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn có thể chạm tay vào mục tiêu của mình. Người làm ăn kinh doanh nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế thị trường nên có thể mở lối đi riêng, thu hút được một lượng khách hàng mới khá lớn, dù bận rộn nhưng không rủng rỉnh tiền tiêu. Tổng kết phương pháp hóa giải vận xui cho tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng trong năm 2024. Sang năm 2024, cát khí thoái trào, hung khí gia tăng, người tuổi Đinh Mùi đối mặt với không ít khó khăn trắc trở ở các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.
Như dù thế nào đi nữa, một khi đương số giữ được tâm lý bình tĩnh và sự tỉnh táo thì mưu sự cũng gặt hái được thành quả nhất định, cứ nỗ lực hết mình, không lo túng thiếu. Dưới đây là cách hóa giải vận xui năm 2024 cho tuổi Đinh Mùi theo từng phương diện. Về công việc, làm gì cũng cần phương án dự phòng cho mọi tình huống thì khả năng đạt được thành công trong gian khó vẫn là khả thi. Ngược lại, nếu chỉ làm việc tùy hứng thì sự khó thành. Về tiền bạc, hạn chế mở rộng kinh doanh những tháng đầu năm, càng cuối năm cát khí càng vượng, lúc có tiến hành cũng chưa muộn. Về tình cảm, ngoài chú trọng phương diện công việc hay tiền bạc, Đinh Mùi cũng nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình và các mối quan hệ xã giao nhiều hơn. Có như vậy, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình sẽ thêm phần khăng khít, đồng thời vận quý nhân cũng thêm phần vượng phát. Khi cần có người đưa tay giúp đỡ, há chẳng tốt hơn. Về sức khỏe, phương diện này hầu như không có vấn đề gì, đó là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, chớ chủ quan khinh suất kẻo tai bay vạ gió ập xuống bất ngờ. Chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế đường sông nước trong năm. Quý vị thân mến, vạn vật trên đời phàm là con người hay là hoa lá, cỏ cây muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Chúng ta cũng như những chú sâu vậy. Nếu muốn qua sông thì cần đủ thời gian hội tụ và đủ nghị lực để vượt qua khó khăn mà không bao giờ bỏ cuộc thì một ngày mới hóa được thành bướm. Để sang được sông, khi nằm trong cái kén, chú sâu đã không ngừng thử thách, biến đổi chính mình để sau đó tự mình thoát khỏi được cái kén, hóa thành bướm và khi đó không chỉ bay được qua sông mà nó còn được thỏa sức bay lượn khắp mọi nơi, tới bất cứ nơi đâu mà nó muốn. Cuộc sống gặp khó khăn hay thuận lợi luôn song hành tồn tại, giống như một bản nhạc có những nốt cao thánh thót và những nốt trầm sâu lắng. Vậy nên, thiếu đi bất kể nốt nhạc nào thì những bản nhạc đều trở nên không hoàn hảo. Cuộc sống gặp khó khăn là lẽ thường, vì không có khó khăn sẽ không hình thành nên chúng ta ngày hôm nay. Nếu sinh ra mọi thứ đã có sẵn, cuộc sống luôn đủ đầy thì đâu còn động lực để chúng ta lớn lên, trưởng thành, hóa thành bướm. Vì thế, có nhiều người dù sinh ra đã ngậm thìa bạc, nhưng họ vẫn tạo ra những thử thách cho chính mình và xem họ là cơ hội để khai phá bản thân. Thay vì than thân trách phận vì cuộc đời không như ý, khi gặp phải một vấn đề khó khăn, rắc rối, hãy xem đó là bài học kinh nghiệm, cơ hội khám phá chính mình, bạn sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt hơn, điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực để rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn trở nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy khách hàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này.